con xin trích nghĩa từ vựng ạ. Cái câu kệ Pháp 124 này thì có 4 đoạn. Con xin đọc là Palim hi che wat lo nasa hareya pa di na vi sang na pa nang vi sa man ve ti na bằng akup pha to. Cái nghĩa dịch văn xuôi là ngày dịch là nếu không có vết thương ở bàn tay thì có thể cầm thuốc độc bằng bàn tay, độc sẽ không ngấm được vào những cái chỗ mà không có vết thương, không có điều ác cho cái người không làm ác. Và cái câu kệ đầu tiên thì chúng ta có những cái từ vựng như sau. Cái từ Panim Hí thì chúng ta nó là một cái danh từ lam tấm, cái danh từ Pani. Danh từ Pani mà ở đây nó chia theo định sở cách nên là nó thành Panim Hí. Nó là danh từ lam tấm và nó chỉ cho ở bàn tay, ở trong bàn tay hay ở trên tay, ở bàn tay, trên trong tại ở. Cái từ thứ hai là cái từ chúng ta biết là cái chê thì cũng nó là cái ví như là ha. Còn cái từ quá nô tức là quá ná đó. Quá ná thì nó là cái danh từ nam tánh là chia theo chủ cách số đế, là cái chỉ cho cái vết thương hay là cái thương tích mà tay của chúng ta nó bị va chạm vào cái gì đó thì nó xước ra. Và cái từ cái từ nát xá thì nó gồm có hai từ, là cái từ át xá, tiếp đầu ngữ của nó là nát. Cái át xá này, cái căn của nó là căn áp. Ở đây thì nó là cái động từ, nó chia theo thay động từ là cái nghĩa của nó là lên, là, thì, là, trở thành. Thì là, trở thành. Tiếp theo nữa là cái từ Hareya. Hareya. Hareya, cái căn của nó là căn ha. Và nó là harati đó. Nhưng mà đây là động từ, nó chia theo hai động từ, nó biến thể thành hareya. Và cái nghĩa của nó là có thể cầm, có thể cầm, có thể cầm. Và cái từ tiếp theo là cái từ panina. Panina, panina thì cũng là cái từ pani lúc nãy, nhưng mà danh từ nam tánh chia theo sở, thuộc sở định cách, sở định cách à, sở dụng cách. Ở đây thì nó chia theo sở dụng cách, còn cái câu trước thì chia theo định sở cách, còn cái câu sau thì cái từ pani nó chia theo sở dụng cách, nên nó gọi là panina. Panina là cái danh từ nam tánh, ở đây chia theo sở dụng cách thì nó có nghĩa là bằng bởi bàn tay, hay là cầm bởi bàn tay, hay là cầm bằng bàn tay. Thì cái câu này thì nó có nghĩa là như vậy. Và cái từ tiếp theo là cái từ na pa năng. Na pa năng, na pa năng thì nó gồm có hai cái từ gọi là apanang. Apanang tiếp đầu ngữ của nó là ná, nên là cái nó ghép này nó thành na pa năng. Na pa năng, từ Appana này nó là tính từ nam tánh, ở đây chia theo đối cách, tức là không thương tích, không thương tích. Như vậy là Appana là thương tích, mà cái tiếp đầu ngữ nó ghép lại thành Nappana thì nó là không thương tích, tiếp đầu ngữ á đó. Còn cái từ Vissang thì chúng ta biết là cái từ Vissang là quý xá, danh từ trung tánh, ở đây chia theo chủ cách, nghĩa của nó là thuốc độc. Quý xăng tức là cái thuốc độc, thuốc độc. Cái từ anh quê tí thì cái căn nó là căn ý, tiếp đầu ngữ của nó là á lú, và đây nó là cái động từ chia theo hai động thể mà ở hiện tại, là nó chỉ cho cái sự ngấm vào, mang lại, đưa đến, theo sau. Theo sau, anh vi tí. Tiếp đồng ngữ ám tức là sau.
với hay là dọc theo. Còn cái căn nguyên gốc của nó là căn ý, thì nó chỉ cho cái sự đi, tức là đi theo sau. Nhưng mà ở cái đoạn văn này thì chúng ta phải nhớ là nó ngấm vào trong, ngấm vào, ngâm thẩm vào, ngấm vào. Còn cái từ lát thí thì chúng ta biết rồi, át thí, tiếp đầu ngữ của ná, chỉ cái không ha. Và tiếp thừa là cái từ cúppato, cúppato. Cúppato tức là cúppata, hay là cúppanta, cái căn của nó là căn ca. Ở đây nó chia theo hiện tại, tánh sở thuộc cách. Là chỉ cho cái đối với cái người mà không làm, hay là của cái người không làm, của cái người không làm. Đó là cái từ vựng mà chúng con xin trích nghĩa trong bài kinh câu một, câu pháp cú 124 này. Ở đây thì ngài Thích Minh Châu ngài dịch thể kệ với năm chữ là bàn tay không thương tích, có thể cầm thuốc độc, không thương tích chánh độc, không làm không có ác, không làm không có ác. Ở đây mà chúng ta hiểu cái bài kinh này chỉ trên cái phương diện mà đọc được không á, thì nó không có nghĩa gì phải không? Nhưng mà chúng ta hiểu cái từ xuyên qua cái Phật dạy ấy, nói về lậu hoặc và năm trần cảnh á, thì chúng ta mới thấy hết hồn. Bây giờ thì chúng con xin kết thúc cái phần đầu tiên và chúng ta đi vào cái câu chuyện của cái bài kệ này. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ số 124 này được Đức Phật thuyết ở quê Lú Quá Lá khi mà ngài ngự ở cái chùa Trúc Lâm. Và nói về cái người thợ săn Cúc Cú Tá Mít Tá. Cúc Cú, Cúc Cú. Cúc Cú. Cúc Cú Tá Mít Tá. Và tuyên truyền rằng trong cái thành Sawatthi đó thì có một cái cô tiểu thư rất là con nhà triệu phú rất là đẹp. Và khi mà làng đến cái tuổi 18 đôi mươi đó thì cha mẹ làng cho ở riêng trong một cái gian phòng ở trên trên chóp một cái tòa lầu 7 tầng và cấp cho một cái cô nữ tỳ để mà chăm sóc gìn giữ tiểu thư. Khi mà tiểu thư cần cái gì đó thì tiểu thư sẽ cho cái cô đó, sai cái cô đó để phục dịch cho mình. Thì chúng ta biết là trong khi cô còn ở chung với cha mẹ thì tiểu thư không có đi ra khỏi nhà. Nhưng mà vào một cái hôm á, vào cái lúc xế chiều thì tiểu thư mới ngó qua cái cửa sổ và nhìn xuống đường đi. Thì làng trông thấy một cái chàng thợ săn. Thì hàng ngày mang theo những cái bẫy, những cái mũi tên để vào rừng để mà săn những cái loài dã thú để nuôi mạng sống. Thì hôm nay cái anh chàng thợ săn này bắn được rất là nhiều con thú. Ở đây thì ngài nói là 500 con. Nhưng mà ai mà đếm mà. Rồi thì chất đầy những cái thịt thú lên một cái cỗ xe bò lớn, rồi lên cái gọng xe mang vào cái thành bán thịt. Và vừa thấy mặt của cái người thợ săn ấy, thì cái tâm tư của tiểu thư đó sanh cái lòng luyến ái rất là mãnh liệt. Và mới viết thơ để, vì ở trên lầu cha mẹ không có cho ra ngoài, nên là nàng mới viết cái thơ cho cái cô nữ tỳ và cầm đi và dặn là hãy trao cái thơ này đến cho cái anh chàng đó và hãy điều tra để biết được chừng nào cái anh chàng này sẽ đi rồi trở về đây. Thì khi mà cái người nữ tỳ này nghe theo
đem thơ trao cho cái anh thằng thợ săn, rồi mới hỏi là chừng nào thì anh chàng này sẽ đi. Thì cái người thợ săn nói là hôm nay sẽ bán hết thịt rồi, sáng mai tôi sẽ ra cái cửa thành nọ mà đi. Thì nghe nói vậy đó, thì cái cô nữ tỳ về mới học với tiểu thư, và tiểu thư mới tự mình đắp những cái đồ tế nhuyễn để đem theo phòng thân, rồi trốn gia đình. Rồi sáng hôm sau mặc quần áo dơ và mang vò đi chung với này cái lữ tỳ để ra bến nước để sắp nước. Thì tiểu thư ra khỏi nhà mà đến chỗ cái cửa thành để đứng để đón cái anh thợ săn này đi qua. Thì quả nhiên là cái anh Cúc Cú Tám Mít Cá này từ sáng sớm thì đã đi vào thành, ra khỏi cổng làng, và tiểu thư chạy theo sau anh ta. Và thấy vậy thì cái người thợ săn mới hỏi: cô là con gái nhà ai? Ta chưa có từng biết cô, thôi xin cô vui lòng đừng có bám sát theo ta. Thì cái người con gái mới nói là: không phải anh quyến rũ tôi đi, mà chính tôi tự theo anh. Anh cứ làm thinh đánh xe bò của mình đi là đủ rồi. Thì anh thợ săn ngăn cản nhiều lượt, thì tiểu thư mới bèn nói: khi mà hạnh phúc đến gần á, thì không có lên ngăn cản. Và với cái lời thật tình như vậy đó, thì trái tim của cái chàng thợ săn đã rúng động, và được biết là tiểu thư tự ý muốn về sống với mình. Thì cái anh thợ săn này để tiểu thư lên xe và tiếp tục đi. Và sau đó thì ông bà Nam Mô ông Bá Hộ đó thì biết là con mất và đi tìm kiếm tiểu thư khắp nơi nhưng mà không thấy. Nghĩ rằng là con mình đã chết nên là bày những cái nghi lễ để cúng tế. Còn tiểu thư thì chung sống với người thợ săn lần hồi, và làng đã sanh cho cái người thợ săn đó 7 cái người con trai. Và một hôm á, thì cái người chồng này, người vợ thì sáng nào cũng đem những cái cung tên, những cái lõ đưa cho chồng, và người chồng sáng nào cũng đi săn thì được rất nhiều thú. Nhưng mà một hôm á, thì vào lúc rạng sáng á, Đức Thế Tôn xả thiền rồi ngài quán xét, với cái tuệ trí của ngài thì ngài nhìn thấy cái người thợ săn và cả cái con dâu và con rể, cả cái con dâu và con trai của cái người thợ săn này đều lọt vào với cái võng trí của ngài. Với cái sự quan sát đó ngài sẽ thuyết pháp, thì cả cái gia tộc này, cả cái gia đình này sẽ chứng được quả tu đồ hoàn. Cho nên là sáng sớm hôm sau á, thì ngài đắp y mang vác đi ngay đến những cái khu gần cái bẫy sập của cái người thợ săn này. Thì với cái lòng từ tâm, với cái từ trường của ngài đó, thì hôm đó không có những cái con thú nào mà nó sập cái bẫy của người thợ săn cả. Và cái người thợ săn này đi vào thì không thấy con thú nào cả. Thì lúc đó Đức Thế Tôn cũng lưu lại một cái dấu chân tại cái chỗ gài bẫy, rồi đi thẳng tới ngồi dưới cái bóng mát của một cái tròn cây. Và cam chàng thợ săn này sắp cung tên đi đến những cái nơi gài bẫy, trước hết thì thăm các cái bẫy thì không thấy có con thú nào mắc cả, mà lại thấy cái dấu chân của Đức Bổn Sư lưu lạc, Đức Thế Tôn lưu lạc. Thì anh ta mới nghĩ thầm: ai đã đến ở đây thả hết những cái con thú mắc bẫy, hay là lấy những cái con thú mắc bẫy như vậy? Và lần theo thì anh ta thấy Đức Thế Tôn đang ngồi dưới cái gốc cây. Thì anh liền cột quan trái với Đức Thế Tôn, và anh ta nghĩ thầm: tên này đã thả hết thú của ta hay đã bắt hết thú của ta, thì ta sẽ giết chết nó. Rồi lúc này chàng lắp cung tên và dương cung lên. Thì lúc này Đức Thế Tôn đã dùng cái thần thông và để yên cho anh thợ săn dương cung, nhưng mà không có cho anh ta buông tên. Và anh ta buông tên không được, mà bỏ tay xuống cũng không được. Thì nghe hai bên cái cạnh sườn nó giống như lứt bể ra từ miệng, và nước miếng thì nó chảy xuống lòng ròng, và cứ đứng chân chân mà chịu khổ như vậy. Thì khi đó thấy cha của mình lâu về, thì các con trai của cái người thợ săn này cũng ở nhà,
thấy cha như vậy thì mới hỏi mẹ, thì mẹ cũng bảo rằng cha biết cái nguyên, báo cho nguyên do là cha đi vào rừng như vậy, thì những cái người con này cũng sợ, thì những cái thì bảy cái người con này cũng mang cung tên đi, và thấy cha còn đứng yên một chỗ thì nghĩ là Đức Thế Tôn là kẻ nghịch với cha mình, và cả bảy người con đều dương cung lên và cũng đứng như chân giống như cha của họ do cái oai lực thần thông của Đức Thế Tôn. Thì bà mẹ thấy trông ngóng con cũng cha cũng không về, mà chồng cũng không về, mà con cũng không về, thì nóng ruột. Thì bà mẹ ở nhà trông ngóng thì không biết cha con ông đó đi ra sao, thì bà và cùng bảy cái làng dâu cùng đi vào rừng, thì thấy cái dạng người thợ săn, và cả bảy người con trai bà tự hỏi là mấy cha con dương cung nhằm bắn ai vậy. Thì khi nhìn thấy Đức Thế Tôn thì bà đã chấp hai tay lại và la lớn lên, thì mấy người đừng có giết cha tôi, đừng có giết Đức Thế Tôn, mấy người đừng có giết cha tôi. Thì cái người thợ săn đó nghe lạ và tự nghĩ ác hại thay, té ra là cái ông này là cha vợ của ta, mà ta không biết, nếu mà vợ ta không nói thì nghiệp của ta tạo ra thật là nặng nề biết mấy. Thì khi đó các con của ông, của bà cũng nghĩ rằng nghe nói ông này là ông ngoại của ta, thì nếu mà ta giết hại thì nghiệp của ta cũng rất là nặng. Và khi đó thì ông kê hữu nhìn nhận, thì ông này là nhạc phụ của mình, thì tâm từ bắt đầu phát khởi. Và các con của ông cũng phát khởi những cái tâm từ và nghĩ rằng đây là ông ngoại của mình. Và khi ấy mẹ của chúng là tiểu thư con của ông bá hộ, thì liền vứt bỏ hết những cái cung tên và xin sám hối với lại cha. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết được cái tâm của cha con người này đã dịu mềm rồi, thì liền cho phép họ hạ cung và tất cả đều đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch xin ngài tha thứ tội lỗi cho chúng con. Và khi mà tâm của người này đã hoàn toàn không còn những cái thù hiềm nữa, tâm từ sanh khởi, sự an tịnh sanh khởi, rồi họ ngồi xuống một bên, thì lúc đó Đức Thế Tôn liền thuyết tuần tự pháp, tức là thuyết về bố thí, về trì giới, về cõi trời, về cái sự nguy hiểm của ngũ uẩn và sự xuất ly ha, cho họ nghe. Và cuối thời pháp á, thì cái người thợ săn và các con cùng tất cả 15 người đều đắc quả Tu Đà Hoàn. Thì kế đó Đức Thế Tôn đi khất thực, và sau bữa ngọ chay ngài đi về, ngài đi khất thực thì ngài trở về chùa. Khi trưởng lão Anda hỏi bạch ngài hôm nay ngài đi đâu, thì ngài mới nói cho đại đức Anda là ta đi đến cái ông thợ săn. Bạch ngài, ngài có tế độ cho anh ta bỏ được nghiệp sát sanh chăng? Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng là có này Anda, cả cha con dâu 15 người đều có đức tin bất động, không còn hoài nghi với Tam Bảo, đều ngưng hẳn cái nghiệp sát sanh. Và bạch ngài, thế còn vợ của anh ta đắc quả thánh không? Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng này chư tỳ kheo, vợ của anh ta đó khi còn là con gái ở nhà cha mẹ thì đã đắc Tu Đà Hoàn rồi. Ngài đã đến đó thuyết pháp và cô đó đắc thánh quả rồi. Và chư tỳ kheo giáp nhau lại để khởi đầu cái câu chuyện rồi nghe nói về như vậy đó. Thì Đức Bổn Sư mới nói này chư tỳ kheo, hôm nay các thầy ở đây thảo luận chuyện gì? Bạch ngài. Nghe vậy Đức Thế Tôn mới giải thích này chư tỳ kheo, cái vị nữ thánh dự lưu thì không có tạo tội sắc sanh. À, con xin lỗi, là lúc đó cái vị tỳ kheo mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà cái cô vợ này hàng ngày cứ đem tên đưa cho chồng mình đi săn hàng ngày trong hết tháng này qua tháng kia như vậy? Thì cái người này nếu mà nói về Tu Đà Hoàn như vậy thì có sát sanh hay không? Thì Đức Thế Tôn mới nói này chứ tỳ kheo, vì nữ thấm dược lưu thì không có tạo tội sát sanh. Nàng chỉ nghĩ là ta phải vâng lời chồng mà làm việc, chứ không có cái tâm xúi dục chồng hay là cấm lấy cái này đi đến đó và giết hại chúng sanh đi. Quả thật nếu trong lòng bàn tay không có thương tích thì ta lấy tay cầm thuốc độc cũng không thể đốt cái lòng bàn tay.
như thế nào thì cũng như thế đó. Người không làm tội ác do không tác ý bất thiện thì dầu cầm cung tên khí giới mà trao ra thì cũng không có bị tội. Đó là cái bài kệ mà chúng con kể với quý vị ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài pháp ở cái câu chuyện này. Kính bạch chư đại đức tăng, câu pháp cú này ở đây thì chúng ta biết rằng những cái người ở đây Đức Phật ví dụ những cái người mà cái bàn tay không có bị những cái thương tích thì vì đó cầm thuốc độc hay là thuốc độc có dưới lên bàn tay thì nó cũng không có ngấm vào hủy hoại những cái thịt xương ở bên trong. Thì cũng như thế nào cũng vậy. Thì cái người không thương tích tránh độc, cái người mà không làm thì không có ác. Như vậy ở đây chúng ta phải hiểu cái câu kệ này như thế nào. Bàn tay này là bàn tay nào không có thương tích? Ở đây cái bàn tay của tứ niệm xứ, của tứ thánh đế là không có thương tích. Cái bàn tay của bậc toàn giác là không có thương tích. Cái bàn tay của Đức Phật độc giác là không có thương tích. Cái bàn tay của các vị thánh tu đầu nguồn, tư đà hàm, a la hàm là không có thương tích, bởi vì bậc thánh tu đầu nguồn cũng không làm tổn hại, giết hại chúng sanh nữa rồi. Tuyệt đối rồi. Nên là không có làm hại chúng sanh nữa. Cái sân của vị tu đầu nguồn cũng giảm rất là mạnh này. Cùng nắm là chỉ là những cái lời nói thô chứ không có đánh đập. Điều đó là đặc biệt. Điều đó là đặc biệt. Và có một cái bàn tay nữa, tức là những cái con người đang đi trên cái con đường hiền thiện, đang bước vào trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Người đó đang hoàn thiện về giới, về định, về tuệ, về học hiểu các cái lời dạy của Đức Thế Tôn, về cái con đường bát chánh mà họ đang đi dần trên cái con đường bát chánh đó, cũng được gọi là bàn tay không có thương tích. Bàn tay không có thương tích. Ở đây chúng ta thấy bài kệ này cho một cái ví dụ là cái cô gái này đã là một vị tu đầu nguồn, nhưng mà chồng của cô đó thì quanh năm suốt tháng đi vào rừng săn bắn lai thú mệnh. Mà ngày nào cô cũng đem cung tên, lõ và nước, dụng cụ cho chồng đi vào rừng săn bắn cả. Nhưng mà Đức Phật đã nói lên là cái người vị thánh đó hoàn toàn bàn tay không có thương tích. Tâm ý của cái người đó hoàn toàn không có ý hại chúng sanh. Và họ chỉ làm những cái gì gọi là phận sự của một người vợ theo đúng nghĩa. Như vậy tâm của cái vị thánh nó khác, không phải là biểu hiện ở cái hành động bên ngoài như chúng ta thường nghĩ. Và chúng ta thấy được rằng có rất nhiều các lữ cư sĩ đã chứng đắc đạo quả, có lẽ là nhiều gấp hàng bao ngàn lần chư tăng nữa. Và họ vẫn sống với chồng với con, thì trong gia đình đó cũng có những người con phàm phu sát hại chúng sanh, cũng có những cái người chồng sát hại hay tà tư tà hạnh với những cái người khác, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà đối với vị thánh, người ta đã hiểu các pháp là vô thường, các ngã, các pháp là do duyên sanh.
Vì đó không có chấp thủ. Đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là vợ tôi. Mà vì đó chỉ thấy các quẩn nó sanh khởi bởi các duyên của nó mà thôi. Vì thánh tu đầu hồn là rõ biết về các pháp, điều đó là chắc chắn. Như vậy thì bàn tay, thì chúng ta biết là bàn tay của các bậc thánh thì không có thương tích. Và còn một cái bàn tay nữa, đó là bàn tay pháp, tức là cái con đường tám chánh này. Cái con đường tứ niệm xứ, cái con đường tứ thánh đế này, ai đi trên đó cũng sẽ thành một cái bàn tay không bao giờ còn thương tích, không bao giờ còn đưa ra cái nắm đấm đối với chúng sanh nữa, đưa ra những cái lời ác độc nguyền rủa chúng sanh nữa, đưa ra những cái ý hành lão hại chúng sanh nữa. Đó là cái bàn tay kỳ diệu nhất mà tất cả những ai đi trên đó đều trở thành những cái bàn tay rất là tốt đẹp, bàn tay của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, lòng bao dung, độ lượng vô biên, sự kham nhẫn, sự chịu đựng. Đó là cái bàn tay mà Đức Phật muốn nói ở đây, chính là cái con đường tứ thánh đế này. Và làm sao để cho chúng ta không đi, làm sao để cho chúng ta có được cái bàn tay tốt đẹp này? Con đường tứ niệm xứ. Là con đường độc nhất phải không? Nhưng mà con đường này rất nhiều người hiểu sai về nó. Con đường này thực sự nó không có phương pháp. Nó phải được nghe các pháp bởi duyên. Và chỉ có duyên và duyên mà thôi. Là giới, là đế, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì chúng ta chưa bước lên được trên cái con đường này. Hiện giờ đây đang có cái thấy, và nó không cần ai có chánh niệm và tỉnh giác về nó cả, và rồi nó lại diệt mất. Và cái được thấy thì nó không biết nói, không biết cười, không biết nghe, không biết xúc chạm, không biết cứng mềm. Cái được thấy nó chỉ là một sắc, một thực tại. Nó chưa từng biết nó là đàn ông, là đàn bà. Nó không phải là vợ, là chồng của ai cả, mà nó chỉ in dấu vào lời con mắt và cái thấy. Thấy chúng, chỉ có cái thấy mới thấy được chúng, cái nghe không thể thấy được chúng. Và rồi chúng diệt đi. Chúng sanh ở đâu, chúng diệt đi ở đó. Và chúng là do duyên, nên chúng vô thường, chúng vô ngã. Nếu chúng ta không thực sự hiểu được nó,
thì nó đã trở thành đàn ông, đàn bà, vợ chồng, con cái và những cái thứ này, thứ kia muôn trùng ở trong tâm trí của chúng ta. Và những cái tưởng nó sẽ vẽ lên trong mọi thế giới. Và từ đó những cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, chúng cũng bắt đầu bám vào. Và những cái thức ăn từ những cái đối tượng thị giác này mà hình thành nên các dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Và chúng ta biết được rằng ở trong cái lộ ý môn á, thì nó có ba cái biết, là tức là cái biết của tưởng, cái biết của thức và cái biết của tuệ. Còn ở dưới nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thì chúng chỉ có cái biết. Mỗi cái biết thì nó chỉ biết về một cái cảnh của nó, nhưng mà ở trong lộ ý thì nó kết hợp cả ba cái, tức là biết do tưởng, biết do ý thức và biết do trí tuệ. Và nếu ngay như từ đầu chúng ta không hiểu được đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác, nó không phải là đàn ông đàn bà chi cả, và nó chỉ được kinh nghiệm bởi cái tâm thấy mà thôi, và rồi tâm thấy nó diệt đi. Nội như cái đối tượng thị giác chúng ta còn chưa biết được nó, thì lấy đâu chúng ta biết được cái tâm thấy? Mà hơn nữa chúng ta còn phải biết được cái tâm thấy nữa, thì chúng ta mới thấy được quẩn xứ giới đế nó đã có mặt ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống, và nó đã diệt đi rồi. Và nó viên miễn trong cái cuộc đời này chỉ là các năm quẩn sanh lên và diệt. Ngoài năm quẩn ra thì không có cái gì sanh và diệt cả. Tại sao năm quẩn này nó cứ sanh và diệt hoài? Bởi vì nó bị chấp thủ. Nó bị cái hành quẩn này nó chấp thủ. Hành quẩn đó chính là vô minh, tham ái, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu. Do chúng ta không liễu chi được cái đối tượng thị giác, không liễu chi được âm thanh. Âm thanh thì nó không biết nghe, nó không biết ngửi, nó không biết nếm, nó không biết đàn bà. Nó không biết nói chuyện với ai hết. Cái mà suốt ngày nói chuyện với nó đó là thọ tưởng hành thức. Nó chưa từng biết ai cả. Và nó chỉ, khi nó sanh khởi thì nó chỉ in dấu vào nơi nhĩ căn mà thôi. Và đó là một thực tại. Và nó không biết ai cả. Và cái biết nó cũng không phải là ai cả. Cái biết nó chỉ là một thực tại. Và chỉ lương cái căn môn của nó biết. Và một cái sát la cực kỳ ngắn ngủi diệt đi. Rồi cái tâm tiếp thâu sanh khởi, thì cái tâm tiếp sâu này nó cũng không biết. Nó không có nghe âm thanh. Mặc dầu nó biết âm thanh nhưng mà nó không có nghe âm thanh. Bởi vì nó có tưởng, nó có thức, nó biết cái âm thanh nhưng mà nó không có nghe âm thanh. Cái tâm quan sát cũng vậy, nó biết nhưng mà nó không có nghe âm thanh. Như vậy khi cái tưởng nó nhớ thanh thì có âm thanh ở đó. Lúc mà nhớ về âm thanh là người này, người kia, đàn bà, đàn ông, thì lúc đó không có âm thanh nào ở đó cả. Cũng vậy trong giấc mơ chúng ta mơ về người này, người kia, nhưng mà khi chúng ta mở mắt thì hoàn toàn không có ai ở trong giấc mơ cả. Cũng vậy, cái mùi nó không biết màu, không biết cứng mềm, không biết âm thanh, nó cũng không biết nó là mùi. Và cái biết mùi
nó cũng chỉ biết mùi mà thôi. Nó không tô cái mùi này là đàn ông đàn bà, mùi hôi mùi thúi. Nó chỉ là một thực tại đơn thuần nhận biết cái đang có mặt và rồi diệt đi. Và rồi những cái tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm đoán định, cái tâm bất thiện về những cái mùi này, do không như lý tác ý và suy diễn những cái mùi, lúc mà suy diễn về cái mùi này thì cái mùi nó đã diệt rồi và cái nhận biết mùi nó cũng đã diệt rồi. Như vậy nó là ai trong cuộc đời này? Không, nó chỉ là một danh và một sắc. Nó không là ai cả. Trên cuộc đời này, từ vô thủy cho tới vô chung, chỉ có các thực tại sanh lên và diệt, không có cái chi gọi là con người, đàn bà, đàn ông chi hết cả. Nó chỉ là mục, nó chỉ là pháp. Cái người nào mà có được cái pháp này, người nào hiểu cái lời Đức Phật dạy từ sáu căn môn này, thì sẽ hiểu được rằng cái người đó sẽ đi tham toàn bộ và thấy nó không có giá trị gì cả. Người đó không còn chấp bởi cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Người đó không ghét bỏ, không sân hận với cái màu, cái mùi, cái vị, cái cứng, cái mềm đó nữa. Không có sân hận với những cái tứ đại đó nữa, vô thường đó nữa. Như vậy, cái thuốc độc ở đây là cái gì? Cái thuốc độc ở đây chính là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Và cái gì, cái thuốc độc ở đây nó là gì? Là năm trần cảnh, là sắc, thân, khí, vị, xúc. Mặc dầu nó chỉ là đối tượng, nó chỉ là sắc, nhưng mà nó luôn luôn lởn vởn và luôn luôn nó xuất hiện và in dấu vào trong các căn môn của chúng ta suốt ngày, suốt đêm. Thế mà chúng ta mở mắt ra, chúng ta tỉnh thức là bắt đầu những cái này, những cái màu sắc này, nó đã trở thành nhà, thành cửa, thành con, thành cái, thành tiền, thành bạc, thành kẻ thù, thành người yêu thương, thành đủ mọi thứ trên đời. Và nó thành tinh, chính là nếu chúng ta không biết về nó thì những cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu này, nó có cái nguồn thức ăn vô cùng rộng lớn và vô cùng bất tận. Đó là năm cảnh trần, năm trần cảnh này. Và chúng ta đừng có tưởng là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu là đơn giản. Những cái lậu hoặc này đó, nó không phải dĩ thấm trong một đời đâu, mà những cái lậu hoặc này nó chảy tràn trong tam thiên đại thiên thế giới. Bất cứ cái chỗ nào nó cũng có khả năng sanh lên được trong ba cõi. Và chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là con đường xứ và cái con đường tứ thánh đế này mà Đức Thế Tôn đã dạy thì mới chấm dứt cái vòng sanh tử này được thôi. Nhưng mà tiếc thay là cái con đường này dần dần nó sẽ biến mất và không ai đi đúng được về nó. Nếu như cái người đó không nắm chặt vào các pháp duyên khởi, và cái người đó chỉ đi theo một cái phương pháp của một cái vị thầy này, vị thầy kia, một vị sư nọ, mà không lưu ý trong tam tạng của Đức Thế Tôn luôn luôn nói về sáu căn và các thực tại trong đời sống hàng ngày do duyên sanh đó, thì không có một người nào có thể ra khỏi sanh tử luân hồi cả. Đừng có nghĩ rằng tứ niệm xứ là đơn giản. Và tứ niệm xứ thì nó không phải là một phương pháp cho tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ là
Đức Phật dạy tất cả pháp, nói về những cái phần sắc, phần thọ, phần tưởng, phần hành, phần pháp. Và ở đó không thể nào mà dùng cái phương pháp để chánh niệm từng phần về nó được, không bao giờ có. Bởi vì pháp nó sanh khởi do duyên. Cái con đường này là chỉ theo cái duyên khởi, nghe thật là nhiều và tiệm cận được cái thực tại ngay trong đời sống hàng ngày đó. Lúc có thọ thì là quán thọ, lúc thì cái chánh niệm nó chánh niệm về cái gì thì cái đó là đối tượng và cái chánh tri kiến ở đó. Và chúng ta biết khi mặt trời mọc lên thì trước đó nó phải có cái ấn tướng, tức là cái dạng đông. Cũng vậy, cái tứ thánh đế mà nó muốn sanh khởi được thì cái tri kiến nó phải sanh khởi trước. Mà nếu như tri kiến nó chưa được vững chú, mà chúng ta còn nghe ai đó còn đi theo một phương pháp nào đó và chưa thực sự hiểu lời Đức Phật dạy từ nơi tâm của mình, thì không có cách nào để mà đi trên cái con đường này cả. Mặc dầu chúng ta thấy thuyết pháp hay cỡ nào, như thế nào, mà rời bỏ những cái duyên này thì không có cách nào để mà gọi sanh tử luân hồi cả. Người nào hiểu được đối tượng thị giác thì cũng sẽ hiểu được đối tượng của thanh, cũng sẽ hiểu được đối tượng của mùi, cũng sẽ hiểu được đối tượng của vị, cũng sẽ hiểu được đối tượng của cứng mềm, nóng lạnh. Và người đó cũng hiểu được tham nó từ đâu tới, sân nó từ đâu tới, si mê nó từ đâu tới, tà kiến nó từ đâu mà tới. Khi người đó nắm chặt được những cái đối tượng thị giác, âm thanh, màu, mùi, vị trong đời sống hàng ngày, vì đó sẽ thấy tất cả mọi thế giới này nó chỉ là như vậy thôi, không có cái gì khác được cả. Nếu như chúng ta không hiểu được đối tượng thị giác là cái bàn tay của chúng ta, là cái bàn tay bị đứt và cầm thuốc độc, bởi vì tất cả chúng sanh ở trên đời này mê đắm trong đối tượng thị giác, chết chìm trong đối tượng thị giác, và đối tượng thị giác đó đã trở thành kẻ thù, trở thành người yêu, trở thành người giận hờn, trở thành sự nhớ nhung, trở thành sự thương tiếc khóc than. Nhưng mà đối tượng thị giác nó thật sự là vô tri vô giác. Nó chẳng có là ai cả. Nó được phân ra là tóc, là lông, là móng, là răng, là da, là gân, là tương, là thủy, là cứng mềm, nóng lạnh. Nếu mà cái đối tượng thị giác đó nó không có tứ đại thì liệu rằng cái đối tượng thị giác này nó có thể in dấu vào nhãn căn được không? Chắc chắn là không. Và cái nhãn căn này nó cũng chỉ là tứ đại mà thôi. Ta đã giận hờn biết bao cái đối tượng thị giác này rồi, và chúng ta cũng quên đi biết bao nhiêu cái đối tượng thị giác này rồi. Nhưng mà những cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu này chúng chưa được giải quyết. Nếu mà ngày nào chúng ta không có hiểu được đối tượng thị giác thì chánh niệm và tỉnh giác nó không bao giờ có mặt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó mới thực sự là pháp trong đời sống hàng ngày. Còn những cái từ ông này bà kia thì nó không phải là đối tượng của trí tuệ. Nhớ nha, nó không phải là đối tượng của trí tuệ, nó không phải là đối tượng của chánh niệm của thiền tứ niệm xứ đâu. Nó không bao giờ là đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Và cái con đường thiền quán này, chúng ta nhớ rằng con đường thiền quán này nó không bao giờ
diệt trừ lậu hoặc. Nhớ nha, con đường thiền quán này nó chỉ phát hiện và chánh niệm và ngăn ngừa được các lậu hoặc từ những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng vào trong tâm ý. Và nó chỉ làm duyên cho các cái gì? Cho tứ niệm xứ, cho tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, thất giác chi và bát chánh đạo sanh khởi ở cái tâm đạo siêu thế mà thôi. Chứ cái thiền quán này nó không có diệt trừ những cái lậu hoặc phiền não này, nhưng mà nó phát hiện và nó ngăn ngừa các cái phiền não từ bên ngoài vào, là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Và khi mà không có thức ăn đó nữa thì cái tâm nó tỉnh giác ở bên trong, và các cái lậu hoặc này nó trồi lên bao nhiêu là được chánh niệm tỉnh giác sẽ phát hiện, và tâm thánh đạo sẽ bứng gốc nó lên, chứ nó không có làm việc bứng gốc này. Và sao nữa? Và rằng sau đó diệt trừ phiền não rồi thì cái thiền quán này lại tiếp tục cho đến ngày vô dư niết bàn. Chứ thiền quán lại tiếp tục ở cái giai đoạn cuối của nó, luôn luôn là có chánh niệm tỉnh giác. Như vậy là cái con đường đầu tiên của chúng ta đi là thực tập cho đầy đủ, và sau đó tâm siêu thế sanh khởi, và con đường sau là con đường hoàn mãn, đó là tự nhiên và các ngài đi đến vô dư. Do vậy mà chúng ta thấy được sáu cái căn này là vô cùng nguy hại nếu khi chúng ta không biết rõ về nó. Thì những lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu này, cái thức ăn của nó là khỏi phải nghĩ bàn. Và chúng ta thấy tất cả chúng sanh đều chết chìm trong tất cả những cái đối tượng thị giác, đối tượng âm thanh, màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh. Nếu như chúng ta thực sự hiểu đó, nó chỉ là những cái sắc pháp vô chi ở từng cái cửa giác quan, và nó in dấu, nó không phải là đàn bà, đàn ông, không phải là cha mẹ, không phải là vợ chồng, nó chỉ là một cái sắc đơn lẻ như vậy, thì tham nó sẽ không có mặt, sân nó sẽ không có mặt, si nó sẽ không có mặt, tôi ta nó không có mặt, và nó không có ghét cái ông sư tuệ nhẫn này dở hay là cái ông sư kia dở. Vì chúng ta không hiểu được đối tượng thị giác nên là chúng ta còn tranh giành, còn tranh đấu, còn không có tin lời Đức Phật dạy, còn tham đắm, còn mong cầu, còn tạo nhiều khổ đau cho nhau, mặc dầu chúng ta đến với chánh pháp này. Khi mà chúng ta hiểu được nó thì chắc chắn cái con đường nó ly tham nó phải tới thôi. Làm sao lại không thể thế được? Giáo pháp cũng cao quý, vô lượng, vô biên. Nên là những người không hiểu được đối tượng thị giác, không hiểu được cái thấy, cái nghe trong đời sống hàng ngày, chẳng có cái người nào trở thành thánh nhân cả. Không bao giờ có chuyện đó. Người đó có nói pháp đến 1.000 năm, 1 triệu năm hay 100.000 triệu năm nữa, cũng không bao giờ đến được chánh pháp của Ngài, nếu thực sự không hiểu về nó. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rất rõ về các căn môn của mình. Như vậy giáo pháp này, cái pháp hành mà Đức Phật dạy, nó không phải là cái phương pháp để thực hành, mà nó chính là nghe diệu pháp từ bậc hiền trí và khéo như lý tác ý, lăng động bằng cái vô lý sô manasikara mà tỉnh giác các
có mặt ở đó rồi. Rồi các cái pháp nó lại qua đi, và chúng ta lại tiếp tục nghe để tỉnh giác nó lại đến. Nó cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Để chúng ta nhận diện ra nó và thấy đó là chỉ là danh, là sắc, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chỉ có con đường duy nhất đó, chứ không có con đường nào khác cả. Con đường đó cần có sự kham nhẫn vô đối, và cái lòng từ bi, sự chân thật, và những cái ba la mật khủng khiếp. Chứ không phải là cái phương pháp để giác, để cho ai đó giác ngộ được đâu. Không có đâu, bao giờ có. Đức Phật không có dạy phương pháp nào cho chúng ta giác ngộ cả. Đừng có hiểu lầm. Đức Phật chỉ phát hiện ra các cái pháp nó duyên khởi tánh của nó như vậy, và nó diệt đi là như vậy. Cái con đường để thoát ly nó là như vậy. Ngay từ đầu cái chánh kiến nó không có mặt thì tứ thánh đế không bao giờ nó có mặt. Và chúng tôi đảm bảo với quý vị rằng khi quý vị nhận diện được đối tượng thị giác, nó không phải là đàn ông, đàn bà, là vợ, là chồng, là cái gì đó, thì lấy cái gì để mà sân, mà hận, mà hờn, mà trách, mà móc, mà thương, mà ghét. Đối tượng âm thanh cũng vậy, mùi vị, màu cũng vậy. Và cái trầm luân nó chỉ có thế thôi. Nó chỉ là những cái bộ xương vô cùng là xấu xí, vô cùng là tai hại. Mà những cái bộ xương đó đều đến từ vô minh hết. Đến từ vô minh và ái hết á. Và ở trong nó thì nó chứa đầy những cái dục tham, tà kiến, lão hại ở trong đó. Nên chúng ta không hiểu được đối tượng thị giác thì chúng ta sẽ không bao giờ kinh cảm với chúng, không bao giờ mà muốn thoát ly chúng. Còn khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta sẽ chạy xa với chúng. Đối tượng thị giác chính là những cái loài dạ xoa lớn và cực kỳ lớn đó. Âm thanh, màu, mùi vị. Như vậy thì chúng ta biết cái bát chánh đạo nó sanh khởi ngay sau cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng. Và cái con đường bát sanh ngay nghe ngửi. Nếu mà chúng ta không hiểu được nó thì chỉ có là bát tà thôi. Và chúng ta hiểu được nó thì dần dần bát chánh nó sẽ sanh khởi. Minh sanh thì vô minh diệt. Con đường này chỉ có nghe pháp và khéo như lý tác ý để nhận diện, trực nhận ra đâu là thiện và đâu là bất thiện, và đâu là sự nguy hiểm tai hại của phiền não, của lầu vặt, và đâu là sự giống không của các pháp hữu vi. Thế gian này người ta chạy theo cái sự sổi của cái cảm xúc, của các cảm thọ thôi, chứ không có gì hết, thưa quý vị. Mà những cái cảm thọ này nó cũng bắt nguồn từ từ những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này, từ xúc duyên thọ này thôi. Do đó mà Đức Phật, cái câu kệ này Đức Phật dạy là cái bàn tay không có thương tích thì có thể cầm thuốc độc. Như vậy cái vị thánh cư sĩ Tu Đà Hoàng này nói cho chúng ta thấy rằng, mặc dầu cô sống với chồng có bảy người con trai, và người chồng thì săn bắn quanh năm, và người vợ thì sáng nào cũng mang cái cung tên
để đưa cho chồng và những cái nước uống để cho chồng đi săn bắt như vậy. Nhưng mà tâm ý của bà thì sao? Hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy chúng ta cái hành động bên ngoài chưa nói năng nên cái vị thánh ở đâu cả. Nhưng mà cái tâm ở trong cái con người vị thánh nó khác biệt hoàn toàn. Cũng là cái việc làm đó. Nhưng mà cái tư ý của kẻ phàm phu thì não hại. Nhưng mà cái tư ý của bậc thánh nhân thì không. Và cũng nhờ cái bàn tay không thương tích của bà đã đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho tất cả chồng, con dâu đều đắc được quả tu đầu quần cả. Và tất cả những cái người đó đã buông cái bàn tay độc ác của mình xuống. Và bàn tay đó, những cái bàn tay đó lại trở thành những bàn tay thánh nhân. Không còn có sự lão hại chúng nữa. Và Đức Phật dạy không làm thì không có ác. Như vậy cái người nào không có suy nghĩ ác thì sẽ không có làm ác. Như vậy là bậc thánh thường suy nghĩ về thiện, về lòng từ, về giới, về hạnh, về giới, về định, về tuệ, về tứ niệm xứ, về chánh niệm tỉnh giác. Như vậy đó là cái bàn tay không thương tích ở đây. Như vậy bàn tay không thương tích chỉ cho Đức Thế Tôn, các bậc thánh và cái con đường bát chánh thánh đạo này. Và chỉ cho những ai có cái niềm tin chân chánh và đã dần thấy ra được các cái pháp chân đế ngay trong đời sống này và thấy nó giống không vô ngã. Vì đó sống với cuộc đời thu thúc lục căn, sống cuộc đời ly tham, thì đó là cái bàn tay không có thương tích. Và bàn tay không có thương tích, đã không thương tích rồi, nhưng mà bàn tay đó thì luôn luôn nâng đỡ. Cũng vậy, thì cái bàn tay không thương tích thì không làm, thì không có ác. Như vậy thì chúng ta đừng có để các căn của chúng ta bị thương tích. Chúng ta phải hiểu rành rọt về các cái căn môn này. Và chúng ta cũng phải hiểu thế nào là thuốc độc. Chính là tham sân si, 10 kiết sử là thuốc độc. Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu là thuốc độc. 5 cảnh trần, nếu chúng ta không rõ biết chúng là thuốc độc, bởi vì chúng là cái đối tượng bị chấp thủ. Cái ngũ uẩn này, nó đã bị chấp thủ. Và khi nào cái ngũ uẩn này nó không còn bị chấp thủ nữa thì cái bàn tay nó mới không còn thương tích. Và cái quả của ác nghiệp chính là 4 cái đường ác nếu mà có cái bàn tay thương tích. Như vậy thì hôm nay chúng con xin chia sẻ đến chư đại đức quý vị cái bài kệ số 124 này. Đức Phật nói lên, bàn tay không thương tích, có thể cầm thuốc độc, không thương tích chánh độc, không làm không có ác. Muốn không làm ác, không phải muốn mà được, mà chúng ta phải
Để hiểu được ác nó từ đâu mà có, và nó kết quả của nó là gì. Chúng ta phải hiểu rất rõ về thiện ác thì chúng ta mới không làm ác. Ngày nào mà còn minh về cái thấy nghe ngửi nếm đục này thì ác nghiệp nó còn mênh mông xứ sở và không thể tài nào mà nó được, nếu như chúng ta không biết về các căn, các cái cảnh in dấu lên các cái căn môn này. Nó đã trở thành bà con, trở thành mẹ cha, trở thành anh em, chỉ cần cái tên gọi thôi là ái nó đã sanh rồi. Chỉ cần một cái tên là ôi, ở trên truyền hình người ta nói ở cái xứ này có cái ông kia hiếp dâm cái con nhỏ này thôi, là đã có dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, nó dục dịch ở trong tâm của chúng ta rồi. Mặc dầu miệng của nó nói sao cái người đó sai như vậy, nhưng mà trong lòng của mình dục nó phừng phừng lên ở đó. Chứ đừng có tưởng rằng là mình biết về những đối tượng thị giác này đâu ha. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, chúng con xin ngừng ở đây và kính phước báu này kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng huyết thuộc, Tư Dạ Xoa Long Vương Càn Thất Bà và xuất sanh nhà vị phi nhân Atula Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tướng hóa lâu dài và sớm điểm ngộ được niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên thành tựu ba la mật và chứng đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này, do lời chân thật này mong cho phát nguyện của con được thành tựu như ý. Nam mô Bụt Thà nhé. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài pháp cú số 124 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo và con kính dân mít đến sư. Vato sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sama buddha lukha vena sara sati kumvan tu te vato sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sama dhamma lukha vena sara sati kumvan tu te vato sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sama sangha lukha vena sara sati kumvan tu te. Tất cả phước báo bạn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin do quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin xuống mic.